thông qua nguồn tin tố giác của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ. Vào khoảng 13 giờ trưa ngày 6 tháng 1, lực lượng phòng chống tệ nạn thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu vực khóm 9 thị trấn Thế Bình, huyện Thế Bình. Được biết, tụ điểm đá gà trên được tổ chức tại phần đất trống cặp bên nhà của Võ Văn Toàn, người địa phương. Tại hiện trường, có 22 đối tượng liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền bị tạm giữ, 5 con gà, 2 cặp cửa, trên 9 triệu đồng, 1 cân đồng hồ, băng keo và các tang vật khác có liên quan. Tụ điểm đá gà trên nằm sâu trong lộ chính và có nhiều lối thoát. Chính vì thế, có nhiều đối tượng đã kéo về đây để đá gà ăn tiền. Đối tượng và tang vật có liên quan đã được chuyển về Phòng Cảnh sát Hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.